Trần Linh Phú Cường xin kính chào toàn bộ quý khách hàng. Khi quý khách hàng đến với showroom Giác Phú Cường, khi quý khách hàng đặt mua một chiếc sắt N200X hay N350X thì hiện tại đang có chương trình khuyến mãi như thế nào? Thì đầu tiên cùng Lĩnh cùng khám phá cái khuyến mãi đầu tiên dành cho quý khách hàng khi mua xe tại Giác Phú Cường. Thì đầu tiên khi anh em mua xe tại ô tô Phú Cường thì sẽ được bọc Civili BU cao cấp đấy, như là anh đây đang bọc cho một khách hàng đây. Đấy, loại này là loại rất là chất lượng luôn, đi là ngồi rất là êm và rất là sạch sẽ luôn ha. Đấy, đây như bên trong là đã hoàn thiện xong rồi. Hai cái xe chúng ta là đi có ba chỗ ngồi ha, rất là đẹp luôn. Thì không những nó có cái màu đỏ như thế này thì nó còn có rất là nhiều màu khác nữa cho chúng ta. Đấy, tùy theo anh em phong thủy, nếu mà không hợp màu đỏ thì có thể chọn màu xanh hay màu đen, nó loại khác tùy chọn. Cùng với đó thì hiện tại chương trình của chúng ta đang được áp dụng đến là ngày 31 tháng 6 2022 luôn. Khi anh em mua xe tải sắt N200X hay N350X sẽ được khuyến mãi lên đến 15 triệu. 15 triệu đó là phí trước bạ, phí đường bộ, bảo hiểm dân sự. Thì không những thế, rất là nhiều ưu đãi luôn. Thế thì chúng ta còn thêm một cái ưu đãi tính năng này rất an toàn khi mua cho xe và cho cả bản thân chúng ta. Mà thêm một cái chương trình cái khuyến mãi khi mà quý khách hàng mua xe ZAC N200X hay N350X đó chính là đấy, sẽ được tặng một camera hành trình. Thì với hiện tại cam hành trình này thì vừa là cam hành trình mà vừa tích hợp được camera lùi luôn. Phải nói đây là tính năng rất an toàn. Đấy, rất là nhiều chương trình khuyến mãi cho chúng ta luôn. Đồng thời, còn nữa, chưa hết đâu quý khách hàng, khi mua xe của Trần Lĩnh Phú Cường sẽ được thêm khuyến mãi nữa. Thì tiếp theo, khuyến mãi gì chúng ta sẽ được biết ngay. Sẽ tặng cho quý khách hàng một cái bao vô lăng ha. Đây, cái bọc vô lăng cho nó đẹp và chúng ta cầm cho nó thoải mái. Cùng với đó là hai miếng lốp sàn. Đấy, đó là chương trình khuyến mãi hai miếng lốp sàn trên đó để cho quý khách hàng. Thì đấy là hiện tại là khi anh em mua xe sắt tại Phú Cường của Trần Lĩnh sẽ được khuyến mãi cho anh em. Và đồng thời thì con xe này nó có những tính năng ưu việt như thế nào thì Lĩnh và các bạn chúng ta cùng khám phá sơ lược về những tính năng nổi bật của xe sắt N350X này nha. Là động cơ Cummins của xe tải ZAC chúng ta. Đấy, xe chúng ta có trục bô, có turbo tăng áp đầy đủ, có turbo tăng áp. Đấy, và xe chúng ta dùng công nghệ EGR nên là sẽ không dùng cần UD xử lý khí thải. Đây là khối động cơ Cummins được liên danh giữa ZAC và Cummins của Mỹ, được sản xuất tại tỉnh An Huy của Trung Quốc nha quý khách hàng. Thì khối động cơ này, thể tích làm việc của nó là 2.746 và cái mã lực của nó là 120 mã lực. Đấy, rất là mạnh hơn ha. So với phiên bản động cơ Isuzu trước thì chỉ đạt là 105 mã lực thôi. Nhưng mà cái phiên bản máy Cummins đạt tới 120 mã lực cho chúng ta. Và đây là chiếc xe rất là mạnh luôn quý khách hàng. Tại Lĩnh đã bán cho quý khách hàng đã sử dụng xe này rồi, đã Lĩnh liên hệ, đã anh em báo là xe chạy rất là khỏe luôn đấy. Và khối động cơ này được bảo hành lên đến là 5 năm, nhưng mà nó có ràng buộc là hoặc là 150.000 cây số nha quý khách hàng. Tùy cái điều kiện nào đến trước thì nhà máy sẽ chọn cái để cho xe tải sắt của chúng ta đảm bảo chất lượng và tải hàng được khỏe khoắn. Thì ZAC đã trang bị cho chúng ta là dàn chassis rất là chắc chắn, rất khỏe và được khoan rất là nhiều lỗ nha quý khách hàng. Cầu của xe tải sắt N350X thì trang bị cầu của Mỹ, cùng với đó là nhíp lá 2 tầng. Tiếp theo Lĩnh sẽ đi sơ lược thêm một vài chi tiết của chiếc xe này. Ví dụ như là từ bình điện thì chúng ta xài bình 2 bình ắc quy ha. Mỗi bình là 12V, đây là bình ắc quy. Và bình dầu là sức chứa lên 100 lít là bằng nhựa cao cấp, có khóa đầy đủ. Đấy, bình dầu 100 lít. Đồng thời lốp trước của chúng ta là lốp của Sumina và cỡ lốp là 700R16.
lốp trước cùng với đó lốp sau. Lốp sau chúng ta là cự đồng cả lốp với lốp trước cũng 700R16. Và ở phía sau có một lốp xe cua. Kính chào quý khách hàng thân mến, thì xe tải tất nhiên chúng ta phải quan trọng về cái thùng hàng. Và xin giới thiệu với lại quý khách hàng, đây là thùng hàng tiêu chuẩn của xe tải Jack N350S. Về kích thước của thùng, chiều dài là 4m38 chiều dài, chiều ngang là 1m82 và chiều cao là 1m77. Thì nếu quý khách hàng lấy chọn cái xe tải 1999N200S thì chúng ta sẽ có chiều cao là 1m88. Còn nếu chúng ta lấy 3,5 tấn thì chiều cao là 1m77. Rồi, chúng ta đã có trên nội thất rồi. Xe chúng ta là tất nhiên là kính điện nè, kính chỉnh điện. Và có máy lạnh sẵn. Máy lạnh, máy quạt. Đây, chúng ta có thể thấy cái độ mới của xe là trang bị cái gương ha. Gương và chúng ta là chỉnh tay ha. Đó. Chúng ta phải chỉnh đó quý khách. Gương rộng to lớn, một cặp gương. Đây là chúng ta quan sát rất kỹ càng ở phía sau. Rồi. Máy rất là êm luôn. Tiếng nổ êm, cùng với đó là xe chạy khỏe. Đây, chúng ta có cần số 5 số tiến và một số lùi nè. Vào số rất là êm ái. Vô lăng rất nhẹ. Vô lăng có trực lực nên là lái rất là êm luôn à, quý khách hàng. Đấy. Vào số rất là dễ dàng. Đấy. Đấy. Thì ngoài ra cái anh em mua xe thì chúng ta trang bị cái camera hành trình, mà vừa cam hành trình vừa cam lùi nha quý khách hàng. Đấy. Khi chúng ta lùi xe thì nó có chức năng lùi. Và ngoài ra thì vô lăng chúng ta có trang bị chế độ là cruise control. Cruise control là chế độ ga tự động để cho anh em đi trên các đoạn đường cao tốc ha. Vô lăng thì chúng ta có luôn có nút âm lượng này, có nút âm lượng tắt tiếng. Còi tất nhiên tích hợp trên cái vô lăng luôn. Về phần cái đồng hồ xe đây, đồng hồ thì chúng ta đồng hồ rất là đẹp ha. Nếu mà chúng ta đi buổi tối thì nó sáng đây rất là đẹp luôn. Có 5 cái đồng hồ báo là độ nóng lạnh của động cơ. Đấy, số km. Rồi, ô đô, vòng tua máy hay là báo nhiên liệu đầy đủ luôn. Phần giải trí thì chúng ta cũng chỉ có ép cụm nghe, ép em radio. Mồi lửa chúng ta có thể thiết kế đấu cái đầu dây, cái cam trình vào trong thì chúng ta sẽ làm cái mồi lửa chỗ đây. Đây, chúng ta để hai chai nước. Với chiếc xe có giá trị chưa tới 500 triệu thì xe này hiện tại cái giá thời điểm hiện tại là 449 triệu và được chương trình khuyến mãi là trước bạ, phí đường bộ, bảo hiểm nhân sự và chi phí này rơi vào khoảng 15 triệu cùng tặng cho quý khách hàng một camera hành trình tích hợp cam lùi, đồng thời là tặng cho chúng ta một cái bao vô lăng cùng với hai miếng lốp xà. Thì với giá thành vô cùng hấp dẫn cho một chiếc xe tải 3,5 tấn, động cơ Cummins bảo hành lên đến 5 năm rất chất lượng, đồng thời là bên Lĩnh sẽ thay dầu, thay nhớt, lọc dầu, lọc nhớt miễn phí cho quý khách hàng khi quý khách hàng mua xe tại Phú Cường Auto. Và với chiếc xe này thì chỉ cần trả trước trừ từ 90 triệu trở lên là quý khách hàng đã nhận được một con xe như ý. Đấy, một chiếc xe nổ rất là êm luôn, chiếc xe rất là chất lượng, 3,5 tấn cho chúng ta. Thùng hàng có thể là đóng theo yêu cầu quý khách hàng. Thì bên Lĩnh có thùng bạc, thùng kính đầy đủ luôn để cho quý khách hàng có được một chiếc xe như ý. Trong mức Lĩnh, trưởng phòng kinh doanh tại công ty ô tô Phú Cường xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video clip của Lĩnh, và chúng ta hẹn gặp lại những video clip khác.